Bro, a truck's coming. I've been walking for ages, man. There's finally a truck. Yeah, maybe they'll pick me up. Let's see. Alo anh có thể giúp em đi không? Chị đi đường này. Ngồi ở đây hả? Ok. Ok, ok. Đi thác đường này hả? Đi đến thác để thăm. Hả? Thăm cho mắt. Đi đến thác hả? Ờ, có. Đi đường này hả? Ờ, dạ, cảm ơn nhá. Khi tốn ngủ lại luôn à? Ờ. Thế là người đâu? Bên kia người gì? À, người Nam Phi anh. Nam Phi à? Nước Nam Phi, ờ. Tên anh là gì? Tên Ngọc. Tên Ngọc. Vietnamese. Vietnamese. Quen Việt Nam lâu chưa? Ờ, 4 năm ở đây rồi anh. Hả? 4 năm. 4 năm nữa. Ờ. Chào nhá anh. Bye bye, bye bye. You're still fine. Go, this way. Xin chào. Hello. Hello anh. Hello. Thank you. Okay. Vào Việt Nam ở đâu mà nói được tiếng Việt hay thế? Ở nước Nam Phi anh. Nam Phi nói được tiếng Việt luôn. Anh đi một mình thôi à? Có, đi một mình. Không buồn à? Đi đâu làm ban nhỉ vậy? Chưa có vợ à? Ok, kết nhiều vợ rồi. À. Nhưng mà đăng em lên YouTube nha. Ok, ok. Em đăng ký anh rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay sẽ 27. 27 thì vẫn ít tuổi hơn em. Anh bao nhiêu năm tuổi? Bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? 97. Em anh là... trai. Em 28. Em nhỏ hơn anh. Okay. Em 98. Em trai. Anh trai. Ok. Dạ. Anh mà vào Việt Nam mà anh đi cái dép này thì đẳng cấp quá rồi. Dép gọi là đẳng cấp ấy. Nói được tiếng Việt Nam giỏi thế. Tối về anh ngủ đâu? Ngủ đây. Ngủ đây luôn. Ngủ không sợ ma. Không có ma luôn anh. Đi ngủ nia đia luôn. Không có ma bao. Anh ăn thịt Việt Nam miếng đi này. Ok ăn. Ờ, cảm ơn. Thịt Việt Nam. Thịt Việt Việt Nam. Ok. Việt Nam. Ok. Cảm ơn. Ok. Qua đất rồi. Tập tập gym này đúng không? Em tập ở bụi, không đi gym. Đây. Anh em mình thử vào tay một xíu vậy. Vào tay. Vào tay. Ok. Chỉ là thử vui thôi. Thử vui thôi. Ok. Thử vui nhá. Anh thử vui. Ok. 1, 2, 3. Ăn không ăn được. Ăn không ăn nổi thôi. Oh. Ăn không ăn nổi anh thầy. Việt Nam thua. Win. Ok. Cho vui thôi, cho vui. Điển hình là quên. Đây. Okay. Anh thầy tuyệt vời. Anh thầy 10 điểm, có thêm 10 cô nghĩa Việt Nam luôn. Nhưng mà phải hút thử thuốc Việt Nam chứ. Thuốc này là hút là ngon. Ở Việt Nam là thuốc khó là ngon nhất. Thử thuốc Việt Nam chứ. Trên hai vai ta đôi băng nhiệt nguyện. Rồi giữa trăm năm một hồn khói đi đời. Cầu mong sao người đẹp là đường mãi mãi gần nhau.
đi về. Rất vui để gặp gặp em. Dạ, rất vui được cũng gặp anh. Okay. Và bây giờ bọn em xin phép bọn em đi về. Chúc anh ở đây một buổi tối vui vẻ. Goodbye.